Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Đình Toàn, xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Những Người Tù Lương Tâm. Chương trình phản ánh trung thực những gì mà những người tù phải chịu đựng trong thời gian tù tội. Thời gian ra khỏi trại tù, những khó khăn khi hội nhập với đời sống mới nơi đất trời tự do, cùng với những trải nghiệm, ưu tư, băn khoăn, khắc khoải của họ về thân phận của quê hương, đất nước và dân tộc. Tùy theo quan điểm, tầm nhìn và chỗ đứng của mỗi người, chương trình không cổ vũ hận thù, mà chỉ có mục đích duy nhất là ghi lại những sự thực đau thương nhất lịch sử của một dân tộc tự hào là đã có gần 5.000 năm văn hiến. Để từ đó, chúng ta rút ra được những bài học, ngõ hầu lịch sử đau thương như thế không được tái diễn trên quê hương chúng ta. Muốn vậy, đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta phải được sống trong một chế độ thực sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Mọi đóng góp ý kiến cũng như tham gia chương trình, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại là 610-914-2126, 610-914-2126 hoặc qua địa chỉ email là nguyễnđìnhtoàn@sbtn.tv, nguyễnđìnhtoàn@sbtn.tv. Thưa quý khán thính giả, trở lại với chương trình Những Người Tù Lương Tâm hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chúng tôi với cựu tù Phạm Hy Kha. Thưa anh, trước đây một số những cái trại tù binh, trong đó có cả trại tù binh Phú Quốc, họ có những cái cuộc gọi là đấu tranh tuyệt thực, thậm chí đôi khi có bạo loạn. Họ được đối xử tử tế như thế thì tại sao họ lại còn đấu tranh? Cái lý do mà họ đưa ra để họ đấu tranh là như thế nào, anh có biết không thưa anh? Trong cái số tù binh đó, nó có những cái cán binh họ đã được cái nhồi nhét cái đầu óc, nghĩa là một cộng sản gọi là kiên trì, dù họ được hơn khi họ đang chiến đấu hay là họ đang ở trong cái quân đội của họ, nhưng mà họ vẫn cho là bên quốc gia là ngụy hay là đối kháng. Chính những người đó, một số nhỏ đó kích động. Có trường hợp với cái muỗng cho họ ăn cơm, họ đã giấu, vì muỗng là muỗng inox cứng lắm, họ đã dùng cái muỗng đó khoét cái đường để chui ra. Nhưng mà chui ra rồi cũng bắt được. Thì cái đó vi phạm nội quy, ở đâu cũng phải có nội quy hết, thì trại tù cũng phải có cái nội quy, vì đã được mọi thứ như thế kia, mọi được chăm sóc về y tế, về thực phẩm, về sinh hoạt, mà kể cả về huấn nghệ nữa. Thế nhưng mà vẫn còn làm trái với cái quy định, mà quy định đã được đọc, đã được giáo dục, đã được phổ biến đầy, mà còn đào lỗ đào ấy để chui ra, thì đương nhiên là phải có cái được bị bắt lại là cái chắc rồi, vì không thoát đi đâu được. Hai nữa là cũng phải có cái hình phạt chứ, cái đó là tất nhiên thôi. Nhưng mà hình phạt đó không có nghĩa là đầy ải hoặc là đánh đập, chỉ có mục đích giáo dục, khai thác thêm cho biết vì lý do nào và được cho sang một trại tương đối cẩn mật hơn. Xin trở lại với anh đó, là ngày 30 tháng 4 lúc đó thì anh đang ở đâu thưa anh? Ngay ngày 30 tháng 4 thì tôi vẫn từ cục quân y đi về nhà. Từ tôi có thể đi trước chứ, nhưng mà cũng vì một cái nhiệm vụ và một cái danh dự. Trước đó tôi về nước 17 tháng 4, chuyến bay Bang Nam 747 cuối cùng đáp xuống Tân Nhất. Trước khi đáp xuống Tân Nhất, tôi còn ghé Guam 7 tiếng đồng hồ để mà liên lạc, để mà cái máy bay, hãng máy bay liên lạc xem có được đáp với Tân Nhất hay là phải về Thái Lan rồi mới đi máy bay cánh quạt về Việt Nam. Thế thì khi ở Guam, tôi đã thấy một số lều trại và thậm chí tôi thấy có những bà cao cấp đã di tản sang bên đó, những bà vợ của những cái đơn nhỡ ông cao cấp đó, thí dụ như tướng tá hay là gì đó, thì tôi thấy đã có mặt ở đó. Khi đó họ vẫn Mỹ vẫn hỏi tôi
ông có cần, ông có muốn đổi ý ở lại đây không? Tôi bảo tôi đã nhận nhiệm vụ, tôi cương quyết về, hoặc xanh cỏ hoặc đỏ ngực. Mà ngày 18 tháng 4 tôi vào tòa đại sứ, tòa đại sứ đã ký cho tôi là tái nhập lục địa, không ghé Guam, và nói với tôi rằng ở nhà chờ mà che số X số T đến đón tôi đưa ra thị trường, nhưng mà không có. Thưa anh, khi mà anh ở Guam để trở về Việt Nam thì lúc đó anh có biết rằng người Mỹ đã quyết định bỏ Việt Nam chưa thưa anh? Cho đến ngày 16 tháng 4 75, Mỹ vẫn chở xe tăng đại pháo về Việt Nam. Tại Travis FOB, tôi có đang ở đó để chờ máy bay. Chính mắt tôi mục kích. Thành thử ra tôi vẫn nghĩ là có, sẽ có một cái giải pháp nào khác. Chứ không có lẽ nào Mỹ biết mà tại sao mà xe tăng đại pháo, những cái khẩu đại pháo lớn như vậy, những cái chiếc xe tăng, một chiếc xe tăng kéo một cái khẩu đại pháo như anh biết, thế mà vẫn ào ào lên C5E gì đó mà trở về Việt Nam hết chuyến này chuyến kia. Thế thì không lẽ đổ của xuống biển, hoặc là giao súng đạn cho Việt Cộng. Thành ra cái suy nghĩ của tôi, tại vì tôi chỉ là một chuyên viên thôi, chứ không phải là về một nhà quân sự học về vũ khí. Thành ra tôi nghĩ là không, đất nước còn có một giải pháp khác. Khi đó là, nhưng mà khi về đến Guam và về đến Sài Gòn thì tôi thấy là bị đồng minh bỏ rơi rồi. Bị, nói thẳng ra bị Mỹ bỏ rơi. Mỹ bán là Mỹ bỏ. Xin anh vui lòng cho khán giả biết là anh đã bị đi tù Cộng sản bao nhiêu năm và đã từng trải qua các trại tù nào đó thưa anh Phạm Hy Kha. Đầu tiên là tôi đi Long Giao, sau đó được về Suối Máu. Mà Suối Máu là nơi tôi vui ở cái điểm này, là tôi ở ngay cái nhà mà hồi trước tôi vẫn lên thanh tra tham quan, mà tôi đã ở cái nhà đó tới 2 lần. Ở tù ở đó 1 năm, xong rồi đi nơi khác, xong rồi lại trở về đó ở 1 năm nữa. Thế là một năm cuối trước khi tôi ra trại. Thế thì việc đầu tiên là tôi đi Long Giao, kế đó là tôi đi Thành Ông Năm, sau đó rồi tôi đi Cà Tum, rồi tôi về An Lộc, cuối cùng thì là Suối Máu lần thứ hai đấy. Tất cả là 6 năm, hơn tí. Thưa anh là người đã từng đi thanh tra rất nhiều các trại tù binh Cộng sản trước đây, đặc biệt là trại tù binh Cộng sản ở Phú Quốc. Rồi anh lại là người mà trực tiếp là người tù trong các trại tù Cộng sản. Anh có thể cho khán giả biết một cái sự là nhận định cũng như là so sánh giữa hai cái chế độ tù nó như thế nào thưa anh? Người miền Nam hay là quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong lòng thành thật quá, vị tha quá, nhân đạo quá. Ban đầu đều có nghĩ là thôi thì đất nước hòa bình tốt, bây giờ mình nói mang đồ ăn 10 ngày đối với sĩ quan cấp úy, hoặc 1 tháng đối với cấp tá hoặc cấp giám đốc thì lên. Thì tôi nghĩ là tôi trở về, đa số đều có cái tư tưởng giống như tôi. Nhưng mà khi lên lớp đến bài thứ 3 thì thôi rồi này, không phải như vậy đâu, tất cả đã xoay chuyển rồi. Và cái hình ảnh mà in sâu trong đầu óc tôi trong thời gian tù, tại vì tôi vừa mới tu nghiệp cao cấp Mỹ, thành thử tôi hiểu chế độ. Nếu mà nuôi tù như Cộng sản, gọi là đi học tập cải tạo và chế độ như thế này thì mọi người chết hết, mà bản thân tôi cũng rũ tù, đói khát rét mướt, làm việc khổ sai, rồi đầu óc nghĩa là
bị nhồi nhét những cái điều mà bắt buộc phải là ai cũng phải đào tội nặng hết. Có những người ta chân chính ta đâu phải là tội, chẳng chỉ là đổi chế độ, ta chỉ nghĩ thế thôi, mà ai cũng có tội hết, mà cả những người chuyên môn lại còn có tội nặng hơn những người thường nữa. Thế từ đó tôi thấy là dẫn dắt đến những cái là tôi nghĩ rằng sau một tháng tôi thấy là chắc là cái chương trình giống như Tây Bán Ở Á của Liên Xô hồi một đầu năm đầu 1900 sau chiến tranh 1914 1917 đầy ải hơn cả triệu người ở Tây Bắc Đại Á, tôi nghĩ là sẽ chết hết như vậy. Ngay 3 tháng đầu tù đói khát, chúng tôi đói khát, vo gạo mốc, có nhiều con sâu nổi lành bành lên, thế mà tranh nhau múc mỗi người một lon để nấu và uống. Người ghẻ lỡ, bản thân tôi ghẻ lỡ, thậm chí tôi xin thưa người tôi sau năm đầu chỉ còn có phần nửa, nhỏ bằng phần nửa này thôi. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. Sau giây phút thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2.